Chào quý vị và các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Anh, tôi đến từ Trung tâm Đào tạo làm gốm cơ bản Sông Hồng. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn kỹ thuật cơ bản để tạo hình làm gốm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các dụng cụ cơ bản để tạo hình. Đầu tiên là bàn xoay. Bàn xoay là một dụng cụ không thể thiếu trong tạo hình gốm thủ công. Thì đối với bàn xoay thì có hai loại. Loại thứ nhất là loại bàn xoay bằng kim loại. Các bạn nhìn, gồm hai phần, cấu tạo gồm hai phần, phần chân đế và phần mặt bàn xoay. Bàn xoay thứ hai là bàn xoay thành cao, thì cấu tạo cũng gồm hai phần, phần chân đế bằng kim loại và phần mặt bàn xoay bằng thạch cao. Thạch cao này được trộn với một công thức đặc biệt để tạo được rất chắc cho bàn xoay. Thường chúng tôi sẽ dùng bàn xoay thạch cao để tạo hình sản phẩm. Bàn xoay thạch cao thì có cấu tạo vững chắc và các bề mặt đủ rộng, khi tạo hình sản phẩm sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra với bàn xoay kim loại thì với một số học sinh thích sử dụng những cái dụng cụ nhỏ sinh thì vẫn có thể tạo hình sản phẩm. Tuy nhiên khi tạo hình thì sử dụng bàn xoay thạch cao có độ chính xác cao hơn. Tiếp theo tôi sẽ chia sẻ với các bạn dụng cụ chỉnh sửa trong quá trình tạo hình sản phẩm. Với dụng cụ chỉnh sửa thì có rất nhiều dụng cụ khác nhau, nhưng trong quá trình tạo hình sản phẩm cơ bản ta chỉ cần sử dụng 4 dụng cụ như trên tay tôi nằm tầm là có thể làm tốt quá trình tạo hình sản phẩm. Dụng cụ thứ nhất là dụng cụ cắt đất nguyên liệu. Dụng cụ thứ hai là dụng cụ cắt. Dụng cụ thứ ba là dụng cụ gọt. Và dụng cụ thứ tư là dụng cụ làm mịn sản phẩm. Thì chi tiết cách sử dụng của các dụng cụ thì tôi sẽ nói rõ hơn trong quá trình thực hành. Là những dụng cụ cơ bản để chúng ta tạo hình sản phẩm. Ngoài ra chúng ta còn cần sử dụng nước để làm mềm tay và mềm đất. Và sau đây chúng ta sẽ vào từng bước để tạo hình sản phẩm. Đầu tiên chúng ta sẽ làm ướt bàn xoay trong trường hợp bàn xoay nó bị khô quá. Sau đó ta nhào đất. Kỹ thuật nhào đất ta dùng hai ức bàn tay. Tì xuống đất. Rồi dùng 5 ngón, dùng 4 ngón của hai bàn tay cuộn lại, rồi tiếp tục thao tác lặp lại. Mục đích của nhịp nhào đất làm cho đất mềm dẻo, tránh trường hợp đất quá ướt hoặc quá khô sẽ khó khăn trong việc tạo hình. Việc nhào đất này ta có thể nhào đất trong 1 đến 2 phút, khi đất đã đủ dẻo thì ta bắt đầu sử dụng để tạo hình sản phẩm. Khi đất đã dẻo, ta lấy một phần đất đủ dùng để tạo hình sản phẩm. Ta sẽ vo tròn đất lại, sau đó đặt vào tâm bàn xoay. Dùng cạnh bàn tay ấn thẳng vùng đất xuống, để đảm bảo đất được cân trên bàn xoay. Ta có thể xoay thử xem đất đã cân chưa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm cân đất trên bàn xoay thạch cao. Trong trường hợp đất cảm thấy cứng, ta có thể nhào lên nhào xuống để đất được dẻo hơn.
chưa cân bằng. Hiện tại cục đất của chúng ta đã tương đối cân. Để tạo hình, đầu tiên ta phải tạo tâm. Sau khi tạo tâm, ta sẽ vuốt thành một hình trụ cơ bản. Đây là một hình trụ cơ bản. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tạo hình cái bát. Đầu tiên ta sẽ dùng dụng cụ cắt. Cái dụng cụ mà ban đầu chúng ta giới thiệu với các bạn để cắt sản phẩm, cắt miệng sản phẩm. Mục đích cho mặt sản phẩm được phẳng. Phải cho vào giữa rồi từ từ tì xuống. Ta tiếp tục dùng ngón cái cho vào giữa, miết ra bốn xung quanh để cái bát được tròn trịa. Để cái bát được nhẵn hơn, ta dùng dụng cụ làm nhẵn. Chúng ta vừa tạo hình xong cái bát. Từ cái bát này tôi sẽ biến đổi thành cái đĩa. Chúng ta sẽ biến đổi thành cái đĩa sâu lòng. Và cũng dùng miếng mút để làm cho nhẵn sản phẩm. Chúng ta vừa hoàn thành cái đĩa. Từ cái đĩa ta có thể tạo hình thành những cái đĩa có hình dáng hoa văn, ví dụ như cái đĩa hình họa tiết hoa, cái đĩa họa tiết trái tim. Tôi sẽ thao tác mọi người sẽ nhìn. Chúng ta đã tạo hình xong cái đĩa. Bây giờ tôi sẽ dùng dụng cụ cắt để cắt chân sản phẩm, mang ra phơi.
sau khi chúng ta làm xong, chúng ta cần phải vệ sinh dụng cụ. Ta sẽ lấy dụng cụ cắt đất để cạo đất trên bàn xoay. Các bạn thao tác như tôi đang làm. Ta sẽ cứ làm như vậy cho tới khi sạch bàn xoay thì thôi. Ngoài ra còn 3 dụng cụ còn lại, chúng ta sẽ dùng nước và vệ sinh sạch. Sau khi vệ sinh sạch, ta sẽ để tất cả những cái dụng cụ này vào lớp khô ráo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.